Chào chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị kiến thức phong thủy về cái lĩnh vực mà khi mà nhà của anh chị đang cư trú hay là đang ở cái nơi ổn định thì lúc đấy thì khi mà đang ở ổn định thì tại hàng xóm xây dựng hay là đặc biệt là có cái tòa chung cư người ta xây dựng thì nó sẽ gây ra những cái tác hại hay là gây ra những cái ảnh hưởng gì. Bởi vì thực thể thì nếu như mà nhà hàng xóm xung quanh trong bán kính khoảng tầm 50 bộ, tức là 50 bước đi bộ, tức là khoảng 50 mét, 40 đến 50 mét chẳng hạn mà xây dựng thì gọi là cận thì nó có ảnh hưởng. Thì còn lại là những cái tòa chung cư thì nó quá cao đi. Bởi vì nhà dân bình thường thì nó nhỏ nhỏ, ngang bằng nhà mình, nó cao hơn nhà mình khoảng một chút, là 1-2 tầng thì cái mức độ ảnh hưởng nó sẽ không lớn như là đối với cả các cái tòa chung cư. Các cái tòa chung cư hoặc là các cái tòa nhà văn phòng hoặc là cái công trình nhà nước người ta xây ở quy mô và cái một công trường rất là lớn thì đều nó sẽ gây ra cái ảnh hưởng rất lớn đến với căn nhà của anh chị. Thì thực tế thì theo phong thủy thì người ta nói rằng là kể cả là cái công trình xây dựng đó to lớn như vậy, nó có nằm ở phương vị cát hay nằm ở phương vị hung thì nó đều có ảnh hưởng cả. Bởi vì rằng là nếu như mà ở phương tam cát lục tú, tức là nó nằm ở phương vị tốt chẳng hạn, thì cái núi hay là cái hình tượng ở nơi đó nó phải tú lệ, tức là nó phải đẹp đẽ, nó phải sáng sủa, nó phải gọn gàng thì nó mới có thể là nó mới có thể đem lại được cái cát lành. Chứ kể cả nếu nằm ở cái phương vị tốt của nhà của anh chị nhưng mà nó lởm chởm, nó đổ vỡ hoặc là nó bụi bặm hoặc là trông hình sáng nó kỳ quái chẳng hạn, thì tất cả những cái trường hợp như vậy thì nó cũng đều gây ra hung họa. Đấy là còn chưa kể nói là nó rơi vào phương vị xấu trong nhà nữa thì cái hung họa nó còn càng trở nên là nguy hại hơn bao giờ hết. Khi mà cái nhà cao tầng được xây thì cái việc đầu tiên là động long, tức là nếu nó rơi vào cái phương vị tôi đang nói là bất kể rơi vào phương vị cát hung thì cái việc mà cuốc bới đào xới ở cái phương vị đó xây một cái nhà 50 tầng thì cái móng nó sâu cũng đến 35 tầng là ít. Đấy là cái móng đào xuống rồi cái cọc ép xuống. Thì sau khi mà xây cái nhà đấy rồi, sau đó là lên mái rồi cuốc rồi đổ mái đổ móng rồi sau đó là bê tông cốt thép rồi sau đó là tường quây, tất cả những hiện tượng nó gây ra ở xung quanh nó đều tạo ra được cái gọi là hung tượng, tức là cái hình tượng nó gây ra hung họa, thì tất cả cái việc đấy nó đều không gây ra được cái sự cát lành. Cho nên bởi vậy là chúng ta là đối với cả những căn nhà mà tiếp cận những cái khu vực mà những cái nhà cao tầng xây thì nó đều gây ra ảnh hưởng. Như vậy anh chị lại hỏi tiếp là thế thì trong cái đường kính hay là trong cái bán kính là bao nhiêu xa thì người ta gọi là tiệm cận, thì cái cách này thì nó cũng đối với cách này thì nó cũng cái khái niệm của nó cũng không cụ thể. Tuy nhiên là trong vòng bán kính khoảng 200 mét đổ lại trong quanh nhà của anh chị thì nó cũng sẽ gây ra tác họa ảnh hưởng. Hoặc là khi anh chị đứng từ trước cửa nhà anh chị hoặc đứng từ trong cái cửa phòng thờ, nếu anh chị để phòng thờ tầng trên, anh chị nhìn ra mà cứ thấy cái căn nhà đấy nó sừng sững hay là thấy nó lù lù ở trước mặt của anh chị thì cái điều đấy là nó gây ảnh hưởng bất kể cái khoảng cách đấy là bao xa. Vì có cái nhà 30 tầng, có nhà 40 tầng, có nhà 50 tầng, có nhà 20 tầng ví dụ vậy, thì nó không thể nào mà nó cái chiều cao của tòa nhà và quy mô sự tòa nhà nó liên quan đến cái khoảng cách địa lý. Hồi xưa các cụ còn nhìn ra đến cả 5 km, 1 km, 5 km để mà lập cục lập hướng cho các cái đình đền miếu phủ, những cái cách cục lớn. Thì bản thân của chúng ta ở đây thì những cái khi mà chúng ta đứng chúng ta thấy nó lù lù trước mặt mà chúng ta cảm thấy là, trước hết là tôi chưa nói về mặt phân kim, tôi nói về cái cảm giác á, tức là trên chúng ta nhìn thấy cái cảm giác mà ái ngại ở cái phương vị đó hay là cảm giác nó lo lắng ở cái phương vị đó thì là nó đều gây ra cái tác họa cả. Còn nếu xét về mặt lý khí thì ta thấy rằng là nếu những cái nhà mà tọa bắc hướng nam mà tại vị trí phương đông nam, đặc biệt là vị trí của phương thìn, mà nó lại có cái nhà cao mà lởm chởm xây lên, đấy là tượng của bát sát. Rồi những cái nhà mà tọa đông hướng tây mà tại vị trí phương thân, tức là tại vị trí phía tây nam, có cái nhà cao mà lởm chởm mọc lên hoặc là đang xây dựng nhà chung cư thì cũng đều rơi vào phương bát sát. Rồi đối với những cái nhà mà tọa tây hướng đông mà tại vị trí của phương đông nam, tức là vị trí của phương tị, mà chúng ta nhìn thấy cái nhà cao như vậy thì nó cũng là rơi vào phương bát sát. Đối với những cái nhà mà có hướng là đông nam mà lại có cái tượng hung đấy nó hiện lên ở vị trí phương nam
thì nó cũng rơi vào vị trí của vương Passat. Đối với cả những cái nhà mà tọa nam hướng bắc mà có cái tượng hung đấy, nó rơi vào cái vị trí phía tây bắc thì nó cũng rơi vào cái tượng Passat. Đối với cả những cái nhà tọa tây bắc hướng đông nam mà cái tượng hung đấy nó rơi vào vị trí phía tây, tức là vị trí phương rộng, thì cũng gọi là phương sát. Đối với cả những cái nhà mà tọa đông bắc hướng tây nam mà cái phần ở đằng sau mà cũng có tượng hung như vậy, sau nhà có tượng hung như vậy, đặc biệt là vị trí của phương dần, tức là vị trí phía đông bắc, thì nó đều gây ra cái gọi là tượng gọi là bát sát. Thì đối với tượng bát sát này thì sẽ làm cho cái kinh tế của gia đình, rồi nó làm đặc biệt là cái nhân đinh trong gia đình anh chị nó sẽ bị hao tổn. Cái nhân đinh hao tổn này nó có được thể hiện ra rất là nhiều trạng thái, ví dụ như là đi công chồng thường xuyên phải đi công tác xa, vợ chồng thường xuyên phải xa nhau, hay là con cái lại phải đi học xa ít về, rồi hay là vợ chồng phải hay là vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay, rồi những cái tai nạn hay xảy ra để phải đi ra khỏi nhà, rồi bệnh viện, rồi tai nạn, rồi đủ các thứ. Ngoài ra thì tài lộc của chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng. Và cái quan trọng nữa, đối với cả cái tượng hung như vậy thì nó sẽ làm cho là cái đầu óc của cái tinh thần của anh chị nó loạn, mơ màng, mộng mị, và nó sẽ làm cho ảnh hưởng rất lớn đến cái tinh thần, sức khỏe và cái tài lộc của anh chị. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì cái cách thức để chúng ta sử dụng cái biện pháp phong thủy như thế nào để chúng ta có thể mà hóa sát được đi cho cái phương vị đấy, thì đối với cả phong thủy thì có rất là nhiều những cái biện pháp để mà tăng cường và hóa giải cho những trường hợp cụ thể như vậy. Thì chúng ta có thể thực hiện bằng cái cách đó là chúng ta có thể trồng thêm một chút cái cây xanh ở phần phía ban công hoặc phần phía trước nhà, và đặc biệt là anh chị nên sử dụng cây lan ý hoặc là cây tiểu hồng môn tùy vào hướng nhà hay tùy vào mệnh cung của mệnh chủ, vì một cây màu đỏ và một cây màu trắng. Thì hồng môn thì nó có cái màu hồng hồng, còn lan ý thì nó có màu trắng trắng, tức là cái cây mà là cái lá nó khum khum như này, nó như là cái gương kiểu lõm của anh chị ấy. Hoặc là những cái lá cây mà nó có cái hình cái hoa nó có cái độ khum khum như là cái gương kiểu lõm để nó thu sát, để nó thu sát. Thì những cái hiện tượng như vậy thì chúng ta thể trồng đặt ở ngoài phía ban công. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể xử lý bằng cách là chúng ta có thể sử dụng thêm rèm gỗ để chúng ta có thể hóa giải. Nếu ở trong phòng mà có cái cửa sổ nó nhìn trực tiếp ra thì chúng ta có thể sử dụng rèm gỗ, và kèm theo đó là chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái hồ lô cọc bích hoặc là hồ lô hòa hợp, bởi vì trong để chúng ta có thể mà hóa giải cho cái phần cửa sổ hoặc là cửa chính nhìn ra, mà chúng ta sử dụng rèm để chúng ta che. Còn đối với cả toàn bộ căn nhà thì anh chị có thể sử dụng vào đó là bạch ngọc đại minh chú chẳng hạn, hoặc là sử dụng thái sơn thạch cẩm, bạch ngọc thạch cẩm đương. Tức là nếu như dùng bạch ngọc thạch cẩm đương thì chúng ta sẽ, nếu như cái nhà đấy ở cự ly gần thì chúng ta sử dụng cái bạch ngọc thạch cẩm đương là cái lệnh bài mà trên đấy ghi chữ là thái sơn thạch cẩm đương, nó vừa tượng là ngọn núi và nó tượng để nó kỵ tà, thì chúng ta sẽ đặt ở tầng phía dưới tầng 1 hoặc là dưới tầng trệt, cách đất khoảng 5-7 cm, ở phía bên thông thường là sẽ để phía bên trái. Một số trường hợp thì khi mà cái sát đấy đến từ bên phải, chúng ta sẽ để về bên phải. Thì chúng ta sẽ đặt cái đó và chọn một cái ngày vượng để kích hoạt, để vừa các dụng chấn sát và kỵ tà cho căn nhà. Còn nếu như mà khi ở trong căn nhà đó mà chúng ta thấy cảm giác mơ mang, mộng mị hoặc là sức khỏe nó bị kém đi, thì chúng ta có thể thay thế vào đó chúng ta sử dụng bạch ngọc đại minh chú. Thì cái bạch ngọc đại minh chú thì được khắc trên cái đá thạch anh, và trên đấy nó khắc chữ Umani Bát Minh Hồng, cái lục tự đại minh chú, thì gọi là bạch ngọc đại minh chú. Thì nó vừa có tác dụng vì thạch anh có tác dụng phản xạ, và những cái chú tiếng Phạn được viết và được khai quang và nạp chu sa thì nó đều có tác dụng là kỵ tà, đều đem lại cái rất là tốt. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái gương cầu lồi, tức là gương gỗ đào lồi. Gương bát quái gỗ đào lồi thì tượng của bát quái và tượng của cái cầu lồi thì nó cũng tác dụng để đẩy những cái sát nó có cái hình tượng ở phần phía đằng trước như vậy, để mà hóa giải cho cái căn nhà mà nó bị dễ bị phạm vào những cái sát do cái hình tượng bên ngoài nó gây lên. Và trong phong thủy thì gọi cái sát này gọi là thiện xạ xung sát, tức là cái sát đến từ cái phương đằng trước và nó có ở đằng xa, thiện xạ xung sát. Thì là đối với cả cái sát này thì đều nó gây ra cái tác họa. Thì sau khi mà công trình mà xây dựng xong thì nó trở nên đẹp đẽ tú lệ, thì cái việc sát này thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Và những cái pháp khí đó thì anh chị vẫn cứ để nguyên ở đó, hoặc là chúng ta có thể tẩy uế, rồi chúng ta có thể tẩy, chúng ta bao sái lại và treo giống như là một sự cát lành. Thì cái việc này cũng là việc rất là cát. Chúc anh chị cùng với cả gia đình an khang, thịnh vượng và mọi sự may mắn. Xin cảm ơn.